Chào các em. Rất vui được gặp các em trong các bài phân tích về điện tâm đồ. Hôm nay tôi có một điện tâm đồ rất là thú vị à, muốn để, giới thiệu đến với các em. Thì à, đây là một trường hợp của bệnh nhân nam 54 tuổi. Bệnh nhân này chưa ghi nhận tiền sử bệnh tim mạch gì trước đây và khi thăm khám cũng không ghi nhận bất thường. Thì đây là điện tâm đồ của bệnh nhân. Thì trên điện tâm đồ này ta ghi nhận được một dấu hiệu bất thường đó là ở chuyển đạo D2 thì ta thấy là sóng B có dạng hai đỉnh vậy thì sóng b có dạng hai đỉnh này là bình thường hay là bất thường và nếu là bất thường thì bất thường đó là gì thì như chúng ta đã biết thì khi mà nút xoan nó phát ra xung động thì nó sẽ dẫn truyền xuống nhĩ và nhĩ phải sẽ cực trước rồi sau đó sẽ đến là nhĩ trái cho đó khử cực của nhĩ nó sẽ có hai sóng sóng trước đó chính là sóng khử cực của nhĩ phải và sóng sau đó chính là sóng khử cực của nhĩ trái bình thường thì hai cái sóng này nó nằm gần nhau Do đó trên điện tâm đồ thì ta sẽ thấy có một dạng là sóng B duy nhất và sóng B này hiển thị rõ ở chuyển đạo D2. À, một số trường hợp thì ta lại thấy sóng B nó sẽ có dạng là hai đỉnh và hai cái đỉnh này nó cách nhau thường là không quá 0 giây. Và vì à, dẫn truyền ở trong nhĩ bình thường cho nên thời gian khử cực của nhĩ nó sẽ vẫn nằm trong giới hạn bình thường, nghĩa là sóng B nó vẫn sẽ có thời gian là từ 0.08 đến 0.12 giây. Ngoài ra, dấu hiệu sống B hai đỉnh còn gặp trong trường hợp là lớn nhĩ trái. Khi mà nhĩ trái nó lớn ra, thì lúc đó là thời gian dẫn truyền ở trong nhĩ. Nó sẽ dài ra, do đó thời gian của sống B nó sẽ lớn hơn là 0,12 giây. Và đồng thời do nhĩ trái nó lớn ra, vì vậy khử cực của nhĩ nó sẽ chậm hơn so với bình thường. Và lúc này ta sẽ thấy là sống B nó sẽ có dạng là hai đỉnh. Và hai đỉnh này nó sẽ cách nhau là hơn 0,04 giây. Và khi có dấu hiệu của lớn nghĩ trái thì ở trên V1 thì ta sẽ thấy là pha âm nó sẽ à, rộng ra và nó sâu xuống. tích số giữa thời gian và biên độ nó sẽ lớn hơn 0,04mm chấm dây. Như vậy thì ta sẽ đối chiếu trên điện tâm đồ này. Ở trên điện tâm đồ này thì ta thấy là sóng B ở chuyển đạo D2 có thời gian là 3 ô nhỏ nghĩa là 0.12 giây và hai đỉnh của nó cách nhau chưa tới một ô. Như vậy đây là sóng B bình thường và nó có dạng hai đỉnh như vậy phần trình bày của tôi về điện tông đồ này đến đây là kết thúc xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại các em trong các bài phân tích điện tông đồ tiếp theo xin chào